Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục có nhiều diễn biến nghẹt thở. Ukraine dùng pháo tự hành Ba Lan cản đà tấn công của quân Nga. Theo quan chức Donetsk, Nga đang trên đà kiểm soát thêm thành phố miền đông Ukraine. Nga tiếp tục chiến dịch quét sạch ở thành phố Solida. Trong khi đó, để giúp phu nhân Ukraine chuyển đề xuất hòa bình đến lãnh đạo Trung Quốc. Ở diễn biến khác, Anh triển khai trực thăng Chinook đến Estonia tăng cường sức mạnh cho sườn đông NATO. Oanh tạc cơ Nga tiến hành tuần tra trên biển Bắc Cực. Xe buýt 2 tầng với 70 hành khách bị lật ở Anh do băng tuyết. Ấn Độ dự kiến vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất thế giới trong năm 2023. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Thùy Dương mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng với nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Reuters ngày 18 tháng 1 năm 2023 công bố hình ảnh cho thấy quân đội Ukraine đã phóng pháo tự hành Krab của Ba Lan vào phía đông ở khu vực Donetsk nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga. Vị trí cụ thể mà lữ đoàn pháo binh nhắm tới không được tiết lộ. Một quân nhân có biệt danh là Yada đã nói với Reuters, lữ đoàn pháo binh của Anh đã nã đạn vào quân đội Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine, cho phép Ukraine tiến hành phản công. Anh nói, chúng tôi ngăn chặn đối phương và tại một số khu vực tiền tuyến, bộ binh và lực lượng trên không của chúng tôi có thể tiến lên. Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine 18 khẩu lựu pháo tự hành AHS Grad. Theo truyền thông Ba Lan, vũ khí này có tầm bắn tối đa 40 km. Khung gầm xe bánh xích được sản xuất theo giấy phép của Hàn Quốc, còn khẩu pháo 155mm được cải tiến từ pháo của Anh. Hãng thông tấn TASS ngày 17 tháng 1 năm 2023 dẫn lời người đứng đầu vùng ly khai Donetsk thông báo lực lượng của Nga sẽ sớm kiểm soát thành phố Marinka, phía tây tỉnh này. Đối với thành phố Marinka, tất cả các nhà cao tầng đã được lực lượng chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi hy vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố trong thời gian tới. Ông Denis Vuselin phát biểu với kênh truyền hình Nga Rossiya 24. Theo vị quan chức, kiểm soát thành phố Marinka sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới Kanogorovska, nơi quân đội Ukraine tập hợp để pháo kích vào Donetsk. Khi Nga có được Marinka, Ukraine sẽ khó pháo kích vào nhiều quận ở miền đông, theo lực lượng dân quân nhân dân Donetsk. Ông Buselin trước đó cho rằng phần lớn Marinka đã do lực lượng Nga kiểm soát hồi tuần trước, nhưng quân đội Ukraine đã có được vị thế ở một khu dân cư ngoại ô thành phố. Ông giải thích, lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc ở Marinka trong 8 năm qua, tạo ra nhiều điểm bắn, hào và rãnh dọc theo các tòa nhà dân cư. Cũng theo người đứng đầu vùng ly khai Donetsk, ông Denis Pusilin, chiến dịch quét sạch các cơ sở kháng cự còn lại của quân đội Ukraine vẫn tiếp tục ở thành phố Soledar. Ông nói với kênh truyền hình Rossiya 24, đối với tiền tuyến Artemivsk và Solida, các binh sĩ thuộc công ty tư nhân Wagner đang tiếp tục chiến dịch quét sạch những lực lượng kháng cự ở thành phố Solida. Theo hãng thông tấn TASS, ông Busilin nhấn mạnh tầm quan trọng của tiền tuyến Soledar đối với chiến lược của quân Nga. Vị quan chức nói thêm, lực lượng Nga không cần tiến nhanh mà củng cố các vị trí và đẩy lùi các đợt phản công của quân đội Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko, trước đó tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã hoàn thành chiến dịch giải phóng thành phố Soledar vào cuối ngày 12 tháng 1 năm 2023. Theo ông Konashenko, việc kiểm soát hoàn toàn thành phố này có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong Artemivsk, phía tây nam Solida, và bao vây lực lượng của đối phương ở đó. Theo Reuters, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Viridenko mới đây cho biết, nước này sẽ đưa ra một kế hoạch hòa bình tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tháng 2 năm 2023 và sẽ kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thông qua cuộc họp. Phát biểu được vị Bộ trưởng đưa ra trong một cuộc thảo luận được tổ chức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 17 tháng 1 năm 2023. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch hòa bình 10 điểm tại cuộc họp với nhóm G20 và đã thảo luận cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kế hoạch này. Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dựa trên kế hoạch nói trên. Theo đó, kế hoạch yêu cầu quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, tức là Nga sẽ phải từ bỏ cả 4 khu vực mà nước này đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 năm 2022, cũng như bán đảo Krab mà Moscow đã sáp nhập hồi năm 2014. Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng không nhận thấy điều đó từ phía Kiev. Giám đốc điều hành của công ty nhà nước Naftogaz Oleksiy Chernyshev cho biết, Nga đã tiếp tục tấn công và gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạ tầng tại Ukraine. Trong khi đó, hầu hết việc sửa chữa và tái cấu trúc các công trình bị phá hủy trong giao tranh cần phải đợi đến sau khi xung đột kết thúc. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái và sử dụng tên lửa, cũng như máy bay không người lái tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong nhiều tháng qua. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều thiệt hại về cả người và tài sản trên diện rộng, khiến cho hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ quê hương, làm gián đoạn nền nông nghiệp, hạn chế khả năng tiếp cận các cảng Biển Đen, vốn quan trọng đối với ngành xuất khẩu ngũ cốc và kim loại, đồng thời thúc đẩy các nước chi tiêu cho quốc phòng. Trong khi đó, các quan chức chính phủ cho biết Ukraine đã nhận được khoảng 31 tỷ đô la tiền tài trợ và khoản vay nước ngoài vào năm 2022 nhằm ổn định tài chính và kinh tế cho Ukraine. Theo Reuters, đệ nhất phu nhân Ukraine ngày 17 tháng 1 năm 2023 cho biết sẽ chuyển một bức thư nêu rõ các đề xuất chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine cho phái đoàn Trung Quốc dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới WEF ở Davos, Thụy Sĩ. Được biết, cả Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đều không tham dự sự kiện này. Theo Reuters, bà Olena Zelenska cho biết sẽ lên một kế hoạch chuyển một bức thư về công thức hòa bình của chồng bà, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tới Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để ông chuyển tới tay Chủ tịch Tập Cận Bình. Song song đó, đệ nhất phu nhân Ukraine cho biết cũng sẽ gửi các bức thư tới người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset. Bức thư này dường như là một nỗ lực của Ukraine nhằm kêu gọi sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chính quyền Kiev. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Nga và đã từ chối lên án cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trung Quốc là một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giống Nga và cũng là đối tác quan trọng của xứ sở Bạch Dương. Bà Zelenska cảnh báo, nếu Ukraine thua cuộc trong cuộc chiến với Nga, các cuộc khủng hoảng rộng hơn có thể sẽ bùng phát ở các quốc gia khác. Tổng thống và Ngoại trưởng Ukraine trong hơn 2 tháng qua đã thúc đẩy chiến lược ngoại giao mới của Ukraine nhằm xây dựng các mối quan hệ với các nước ở châu Á và châu Phi, nhằm nỗ lực mở rộng liên minh chống lại Nga. Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 17 tháng 1 năm 2023 cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại Nga trong thời gian cần thiết, có thể là 5, 10 hoặc 15 năm. Theo đó, bà Marin cho rằng chỉ có một thông điệp duy nhất cần gửi đi về cuộc chiến ở Ukraine, đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi điều đó vẫn còn cần thiết. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào có thể, bà Marin nói. Ngoài ra, đề cập đến việc xin gia nhập NATO của Phần Lan, bà Marin cũng cho biết, quá trình lẽ ra phải nhanh hơn, Phần Lan và Thụy Điển đều sẽ chuẩn bị đầy đủ để trở thành thành viên NATO và sẽ không có bất kỳ trở ngại nào trên con đường này. Tất nhiên, chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự đồng ý từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary và hy vọng quá trình này sẽ sớm hoàn tất. Tôi không thấy có bất kỳ vấn đề nào trong việc này. Chúng ta đang chia sẻ cùng một môi trường an ninh, bà Marin nói. Trước đó, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết, ông hy vọng chuyến đi của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Hoa Kỳ trong tuần này sẽ mang lại động lực tích cực cho đất nước của ông, cũng như nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Năm 2022, hai quốc gia Bắc Âu này đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, hồ sơ của họ phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai quốc gia duy nhất vẫn chưa xác nhận đơn gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Cũng nói về lá đơn xin gia nhập NATO, Ngoại trưởng Thụy Điển ngày 17 tháng 1 cho biết, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nên bắt đầu phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan, vì hai quốc gia Bắc Âu này đã đáp ứng các cam kết mà họ đã đồng ý với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện những điều được yêu cầu và không thấy có lý do gì để trì hoãn việc phê chuẩn. Ông Tobias Billstrom nói với Reuters bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ. Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan đã yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển phải trục xuất hoặc dẫn độ 130 người mà Ankara cho là khủng bố trước khi Quốc hội chấp thuận hai nước Bắc Âu gia nhập NATO. Các chính trị gia Phần Lan cho rằng yêu cầu của Tổng thống Erdogan là một phản ứng tức giận khi hành động của ông bị treo lên trong một cuộc biểu tình ở Thụy Điển vào tuần trước. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto khẳng định rằng ông không biết về những yêu cầu chính thức nào của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, để phản ứng với sự kiện ở Stockholm, Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andrew Norlén đến Ankara vào ngày 16 tháng 1. Ba máy bay trực thăng Chinook của Anh đã hạ cánh xuống Estonia hôm 17 tháng 1 để tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia Baltic. Theo Reuters, những chiếc Chinook chủ yếu được lực lượng không quân Hoàng gia Anh sử dụng để vận chuyển binh lính và hàng hóa, đồng thời có khả năng phòng thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Bekov thông báo, "Chúng tôi đang lấp đầy những khoảng trống, những gì chúng tôi đang thiếu ở Estonia nói chung. Chúng tôi đang tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO." Các máy bay trực thăng được Anh Quốc triển khai để củng cố kế hoạch phòng thủ của Estonia. Chúng sẽ được tích hợp vào các cuộc tập trận do nhóm tác chiến đa quốc gia tăng cường hiện diện tiền phương của NATO dẫn đầu. Đây thực sự là một nỗ lực của đồng minh. Nước Anh đang hành động nhiều hơn ở Estonia. Chúng tôi đang tăng quy mô trụ sở chính và sẽ sớm điều động lữ đoàn phụ trách quân đội Anh ở đây, Đại sứ Anh tại Estonia, Ross Allen cho biết. Nhóm tác chiến đa quốc gia tăng cường hiện diện tiền phương là một lực lượng đa quốc gia của NATO được triển khai tới Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan trên cơ sở luân phiên. Khoảng 900 binh sĩ Anh đang được điều động luân phiên ở các nước Baltic như một phần của nhóm tác chiến này. Hai máy bay tác chiến chiến lược Tupolev 160 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành tuần tra trên vùng biển quốc tế ở Bắc Băng Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm 17 tháng 1, hai oanh tạc cơ chiến lược Tupolev 160 đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch trong không phận trên vùng biển quốc tế ở Bắc Băng Dương, kéo dài hơn 10 giờ, hãng thông tấn TASS trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Theo bộ này, các chuyến bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga được thực hiện đúng các quy tắc quốc tế. TASS cho hay, Nga thường xuyên tiến hành các chuyến bay qua các vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen và Biển Baltic và Thái Bình Dương. Chuyển sang tình hình của các khu vực khác. Trung Quốc cho biết nước này hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đang trao đổi với phía Mỹ về những sắp xếp cho chuyến thăm. Thông báo được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân vào ngày 17 tháng 1 đưa ra, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Bình luận của ông Uông được đưa ra sau khi các báo cáo nói rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ đến thăm Trung Quốc vào ngày 5 tháng 2 và dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Tân Cương. Ông Uông cho biết Trung Quốc luôn xem xét và phát triển quan hệ với Mỹ theo ba nguyên tắc, tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Trung Quốc hy vọng rằng Mỹ sẽ có nhận thức đúng đắn về Trung Quốc, lựa chọn đối thoại hơn là đối đầu và theo đuổi kết quả đôi bên cùng có lợi. Ông nói, hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể làm việc với Trung Quốc để thực hiện đầy đủ những thống nhất đã đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và đưa quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định. Theo tờ Politico, trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken có thể sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine và kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh, cùng với đó là thúc đẩy nỗ lực hợp tác chống buôn bán chất cấm, cũng như thảo luận về vấn đề trả tự do cho các công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Ông Blinken được cho là sẽ nêu vấn đề nối lại các cuộc đối thoại quân sự sau thời gian bị đình chỉ do chuyến thăm hồi tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan. Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hồi tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý sẽ tổ chức chuyến thăm của ông Blinken tới Trung Quốc vào đầu năm 2023. Hôm 16 tháng 1, tạp chí Phố Wall cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Thụy Sĩ vào ngày 18 tháng 1. Theo tờ Politico, các quan chức Mỹ và Trung Quốc gần đây đã nối lại các liên lạc vốn đã bị gián đoạn sau chuyến đi của bà Pelosi. Bà Yellen đang xem xét đến Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Blinken, tờ báo cho biết thêm. Hải quân vệ binh cách mạng Iran ngày 17 tháng 1 đã công bố một video về các cuộc tập trận quân sự ở khu vực Vịnh Ba Tư. Đoạn phim về cuộc tập trận cho thấy tên lửa được phóng từ tàu chiến và máy bay không người lái. Nhiều vụ nổ cũng đã được thấy trên cả biển và trên mặt đất. Theo Reuters, vẫn chưa rõ về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập. Trước đó, Iran đã tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển, trên không và trên bộ ở vùng vịnh vào ngày 30 tháng 12, gần eo biển chiến lược Hormuz, truyền thông nhà nước đưa tin. Ukraine đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái UAV Shahed-136 cho Nga để lực lượng của Moscow tấn công các mục tiêu ở Ukraine kể từ tháng 9 năm 2022. Iran trước đây đã thừa nhận gửi UAV tới Nga, nhưng cho biết việc đó diễn ra trước chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Moscow cũng phủ nhận sử dụng UAV của Iran trong xung đột. BBC đưa tin, một chiếc xe buýt 2 tầng đã bị lật hôm thứ Ba ngày 17 tháng 1, gần làng Cannington, phía tây nam nước Anh do đường bị đóng băng. Tại hiện trường, phía bên kia rào chắn của cảnh sát là một chiếc xe buýt bị lật nghiêng. Theo BBC, chiếc xe buýt chở 70 công nhân Hinkley-Point, 26 người đã được đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị vết thương. May mắn là không có trường hợp tử vong. Hinkley-Point là một trong những nhà máy điện hạt nhân lâu đời của Vương quốc Anh, nằm cách thủ đô London khoảng 247 km về phía tây nam. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc ban đầu được cho là một sự cố. Reuters ngày 18 tháng 1 dẫn lời Liên Hiệp Quốc cho biết, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay. Năm 2022, dân số Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ. Đây là một bước ngoặt lịch sử có thể đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn sụt giảm dân số của nước này, với những hệ lụy sâu sắc đối với nền kinh tế và thế giới. Dân số Ấn Độ ước tính là 1,38 tỷ người so với 1,4 tỷ người của Trung Quốc. Tốc độ tăng dân số hàng năm của quốc gia Nam Á này đạt trung bình là 1,2% kể từ năm 2011, giảm so với mức 1,7% trong 10 năm trước. Việc sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình ở Ấn Độ đã tăng lên 66,67% trong năm 2019, 2021, tăng từ 53,5% trong năm 2015, 2016. Với 27,3% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 29, Ấn Độ là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.